Thưa quý vị, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023, khi nghị quyết số 721 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp quyền, gồm 7 quyền, 2 thị xã và 2 thành phố, 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 28 phường và 18 thị trấn. Hiện nay, sau thị xã Tân Châu, An Giang chính thức có thêm thị xã thứ hai là tỉnh Biên thị xã Tịnh Biên nằm ở phía tây tỉnh An Giang, giáp thành phố Châu Đốc và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang và Dương Quốc, Campuchia. Thị xã Tịnh Biên có 354,59 km dùng, diện tích tự nhiên và quy mô dân số 143.098 người. Thị xã có 7 phường gồm An Phú, Chi Lăng, Nhà Bàn, Nhân Hưng, Núi Doi, Thế Sơn, Tịnh Biên và 7 xã An Cư, An Hảo, An Nông, Tân Lập, Tân Lợi, Giang Giáo, Vĩnh Trung. Theo nghị quyết số 721 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân thị xã Tịnh Biên và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên cũng đã được thành lập trên cơ sở kế thừa của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quyền Tịnh Biên trước đây. Cùng thời điểm này, An Giang cũng có thêm hai thị trấn là Đa Phước quyền An Phú và Hội An quyền Chợ Mới. Thị trấn Đa Phước có diện tích tự nhiên 15,76 km dùng, quy mô dân số 17.590 người, Thị trấn Hội An có diện tích tự nhiên 22,98 km vuông và quy mô dân số 18.225 người. Sau khi thành lập thị trấn Đa Phước và thị trấn Hội An, huyện An Phú có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 3 thị trấn. Huyện Chợ Mới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 3 thị trấn. Ngày 25 tháng 4 tới đây, tỉnh An Giang sẽ long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết số 721 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên. Ngày 21 tháng 4, Quỹ ban nhân dân huyện An Phú sẽ công bố thành lập thị trấn Đa Phước, riêng lễ công bố người quyết số 721 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Hội An đã được Quỹ ban nhân dân huyện cho mới tổ chức vào ngày 15 tháng 4 vừa qua.